Xin chào mừng các bạn đến với linh kiện 789.vn Và hôm nay mình chuẩn bị hoàn thiện một cái bình ắc quy 12V 65Ah bằng pin lithium 3.7V Thì cái bình này nó sẽ được đóng theo hệ 3S anh em nhé Pin 3.7 chúng ta đóng theo hệ 3S và trước khi hoàn thiện thì mình sẽ quay lại để cho anh khách hàng tên là Hưng ở Quảng Bình Cùng với các bạn chúng ta sẽ tham khảo về cái ở cấu tạo bên trong cùng với cái mẫu mã à, sau khi chúng ta đóng xong nó như thế nào. Và sẽ công khai kích thước cho các bạn để các bạn có thể à, lựa chọn những cái sản phẩm có cái kích thước phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của các bạn nhé. Thì cái bình này à, khi chúng ta đóng hoàn thiện nó sẽ là như thế này. Cùng với một cục sạc nữa thì à, tổng giá trị của cái bộ sản phẩm này nó là 2 triệu 785 nghìn. đấy 2 triệu 785 nghìn. Thì chúng ta sẽ có một cái bình ắc quy như thế này, cùng với lại một cục, cục sạc. Cục sạc thì chúng ta cắm vào sạc đầy nó tự ngắt nên anh em yên tâm. Ở đây thì chúng ta có thể thấy à, xung quanh nó được sử dụng một cái vỏ à, có cái màu xanh quân đội, màu xanh lá. Đấy, cái vỏ này rất là chắc chắn. À, trên cái bình ắc quy này nó được kết hợp bao gồm là 3 viên pin à, lithium polymer. 3,7V với dung lượng là 65Ah. Này, 65Ah. Thì ba viên pin này nó được nối tiếp với nhau để tạo thành cái hệ 12V. Khi sạc đầy là 12.6V. Tất cả các viên pin này thì mình sử dụng bằng cái băng keo xốp hai mặt dưới này. Có loại băng keo này nó cực dính luôn. Nó sẽ dính viên pin này xuống đây rất là chắc chắn. Ngoài ra lát nữa mình sẽ chèn xung quanh xốp để cho nó không có thể chạm đến nhau được. Mạch điều khiển sạc xá thì ở đây mình đang sử dụng là mạch điều khiển sạc xá loại 100A. 100A đây. Nó có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 con mốt phép. Mốt phép nhỏ. À, 15 con nên là cho nên là nó không cần tản nhiệt anh em nhé. Còn một một vài trường hợp thì cũng có mạch mạch 100A. Nhưng mà nó sử dụng có 10 con. 10 con to thì nó lại phải cần nhôm tản nhiệt. Còn cái này nó lại không cần. Bởi vì là 15 con này nó nó nhiều con nên là nó không sản sinh ra nhiệt nhiều nên nhà sản xuất người ta không tích hợp mà cái nhà nhôm tản nhiệt trên đây về phần hai cọc bình thì mình đã sử dụng bằng băng keo cao su non ở đây keo cao su non để mình dính nó lại để cho cái cực này nó chắc chắn nhất có thể rồi tiếp theo nữa thì trên cái bình này nó sẽ có cho chúng ta là cái đồng hồ báo số vôn Đồng hồ 3 số v này thì nó sẽ cho chúng ta biết được là bình đầy lúc bao nhiêu V <laughs> rồi bao nhiêu V nó cắt. Thì điện áp sạc đầy của nó là 12.6 V thì khi nào đạt đến ngưỡng 12.6 thì cái sạc nó sẽ tự ngắt, nó không sạc nữa. Ngoài ra thì nó sẽ xả đến khoảng tầm 8.5 đến 9 V là nó sẽ tự tự cắt. Chúng ta không thể lấy ra sử dụng được nữa, có nghĩa là nó tránh cái hiện tượng cái bình này bị xả uh, uh, cạn. Bên đây thì rắc sạc rắc sạc thì bên mình tất cả đều sử dụng bằng rắc sạc ba chân anh em nhé cái vỏ này nó về là cái cái lỗ này nó sử dụng bằng cái rắc dc là cái rắc dc cái dạng như thế này này nhưng mà bên mình đã từ rất lâu rồi bên mình không sử dụng cái rắc dc này nữa bởi vì rắc dc này nó chỉ sử dụng những cái dòng điện nó thấp thôi các bạn thấy chân nó nhỏ như này này cho nên là tất cả những cái sản phẩm hai ba năm chờ hai ba hai năm trở về đây mình sử dụng bằng rắc ba chân như thế này này À, các bạn thấy cực nó to như vậy thì nó sẽ chịu được dòng điện cao hơn. Dòng điện cao hơn thì nó sẽ không bị nóng. <laughs> Hai cọc đầu ra này là loại cọc 100A anh em. Cọc này nó bằng bằng sắt. Đấy, bằng 100A. Và ở đây thì cũng đã có một cái công tắc để chúng ta bật tắt cái đồng hồ này. Khi nào các bạn muốn nó sáng thì chúng ta bật lên. Không chúng ta tắt đi cặp dương bên đây màu đỏ có dấu cộng màu đen có dấu trừ là âm à, và trong cái bình này thì bên mình bán có những thứ nó rời rạc như sau đầu tiên cái sản phẩm này nó bao gồm là một bộ vỏ bộ vỏ ác quy nhá cái bộ vỏ màu xanh xanh như này thì vỏ nó đã bao gồm cọc này bao gồm rắc sạc này bao gồm đồng hồ báo số vôn này bao gồm luôn cả công tắc này đấy thì cái bộ vỏ này bên mình đang bán với giá là 230.000 anh em nhé anh em nào mà có pin rồi, có mạch rồi, anh em chỉ muốn mua cái vỏ về ráp thôi thì nó là 230.000. Cái vỏ là bao gồm những cái gì mà các bạn đang thấy đây là là bao gồm như vậy nhé. Tiếp theo là đến pin. Pin này thì 3.7V 65AH thì hiện tại bên mình đang bán với giá là 720.000 một vin anh em nhé. 720.000 một vin như thế này. Thì anh khách hàng mua 3 vin như thế này là 2.160.000 này này. Rồi và phần tiếp theo là cái mạch điều khiển sạc xả 100A này. Thì bên mình đang bán với giá là 135 000 Đấy. Còn cái sạc quy thì mình sử dụng bằng sạc 8A, 12.6V 8A thì bên mình đang bán với giá là 260 000 Như vậy các bạn sẽ tổng cộng cộng tổng tất cả những cái thứ mà lúc nãy mình vừa mới kể đó. Thì nó sẽ ra cái bình này với giá trị là 2 785 000 Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành lót shop rồi chèn à, chắc sau đó thì mình đóng hoàn thiện lại các bạn nhé. Đây thì em đã làm uh, hoàn thiện uh, tất cả rồi. Uh, trước khi uh, gửi hàng cho anh thì em sẽ hướng dẫn anh uh, một số các cái điểm lưu ý như sau. Ở đây là cái bộ sạc uh, 12.6V 8A để nó sạc cho cái bình của anh. Nếu như trong trường hợp cái sạc này nó có bị lỗi lầm gì hay bị hỏng gì thì anh gửi về để bên em bảo hành. Với cái bộ sản phẩm bao gồm bình và ở cái sạc này bên em bảo hành là 6 tháng. Còn sau 6 tháng nếu như có vấn đề gì thì bên mình sẽ hỗ trợ kỹ thuật để sửa chữa cho các bạn nhé. Nên là yên tâm. Hiện tại với cái sạc này thì cái chân sạc của nó chân 1 là chân dương, chân 3 là chân âm. Nếu như trong trường hợp mà cái sạc này có hỏng đi, anh có thể mua sạc ở nơi đơn vị khác cũng được hoặc là mua sạc của bên em cũng được. Nếu mua sạc bên em thì không cần phải quan tâm đến cái việc chân âm hay chân dương làm gì cả. Nhưng với cái sạc của bên khác thì anh phải đo cho em đúng là chân âm và chân dương Và xác định chắc chắn là cái sạc anh mua phải là cái sạc 12.6 tự ngắt khi đầy nhá Chứ nếu mà không may mà anh sử dụng bằng cái sạc 14.6 thì rất là nguy hiểm cho cái khối pin này Cho nên là khi mà sạc hỏng thì chúng ta cần phải mua đúng sạc Đấy cái, cái điều đó là điều em phải dặn cho anh là chắc chắn là phải lưu ý này. Tiếp theo nữa là anh không anh tuyệt đối không được sạc vào bằng cái đầu xả ra bởi vì cái mạch này là mạch điều khiển sạc xả à, chân xả nó khác chân sạc nó khác nhau nhé chân sạc vào thì nó sẽ bảo vệ và nó cân bằng còn sân xả ra thì nó không có không có bảo vệ sạc vào đâu cho nên là chân xả là xả có nghĩa là hai cái cọc này này chúng ta tuyệt đối không được cắm vào đây chúng ta sạc bằng cái đầu này cái đầu ra này nhé mà chúng ta bắt buộc phải sạc bằng cái cổng này và trong trường hợp nếu như chẳng may mà cái sạc này nó hỏng thì anh cũng không nên chế cháo nhé nhiều bác lại uh, tiếc cái kiểu đấy, cháy cái sạc này tiết tiền không mua cái sạc khác sử dụng bằng cái biến áp mà chúng ta sạc một bình ác quy trì ấy lại đi cắt cái rắc này ra đấu vào cái biến áp ác quy trì sạc vào thế là phòng pin nó đổ pin thế cho nên là chúng ta không nên tận dụng và tuyệt đối chúng ta không được sử dụng cái sạc của cái bình axit trì mà sạc cho cái bình này nhá bởi vì cái sạc của bình axit trì nó sẽ dao động từ 13.8 cho đến 14.2 v nó rất là cao so với cái bình này mà cái bình này nó chỉ có 12.6 thôi. Nếu như chúng ta sạc cao như vậy thì rất dễ dẫn đến phòng pin và nổ pin. Rồi đó là những cái điều mà anh cần lưu ý. Cùng với là cái hộp này này, cái hộp này nó chỉ hạn chế nước bắn hoặc là té vào thôi chứ nó không thể dầm mưa à, hoặc là chúng ta quăng xuống mương được đâu nhá. Bởi vì à, cái bộ kích này á, cái vỏ này nó chỉ là tránh va đập và tránh cái nước nó không may vương vãi vào. Còn à, trường hợp vào nước là bên em không bảo hành đâu lát nữa thì em cũng sẽ bọc rất là kín xung quanh cái bình này, à, cho nên là em cũng sẽ hạn chế tối đa có thể à, để cho nó nước nó không vào được. Còn là cách sử dụng thì chúng ta à, khi hết à, hết điện chúng ta sử dụng cái rắc sạc này để chúng ta cắm vào trong cái bình này. Rắc sạc này ở trên đây có một cái điểm khuyết này, thì điểm khuyết này nó sẽ nằm ở đằng phía trên này. Chúng ta sẽ cắm cái điểm khuyết này phía trên này, cắm vào. Đó. <laughs> ba chân nó rất là chắc chắn luôn. Chúng ta cắm vào điện lưới. Đấy thì bây giờ cái này nó hiển thị lên đèn màu đỏ này Và quạt ở đây nó cũng quay rồi này Quạt tán nhiệt Như vậy là bình đang sạc vào Và khi nào mà sạc đình, bình nó đầy đấy Thì nó sẽ là lên màu xanh như thế này này Đấy nó màu xanh như vậy đó, là bình đã sạc đầy nhé và cái sạc này nó tự ngắt khi đầy Có nghĩa là chúng ta có thể cắm cả ngày cũng được Cũng chả lo nó nó bị quá áp đâu nhé Cùng với lại là Nếu như trong thời gian mà các bạn mà không sử dụng Không sạc á thì chúng ta nên rút cục sạc này ra để tránh những cái trường hợp mà không may đến cái mùa mưa rông bão á. À, tránh cái trường hợp bị sét đánh lan truyền đấy thì nó sẽ hỏng sạc chứ còn à, bình thường chúng ta sạc lúc nào chúng ta cắm điện lúc nó thì cái cục sạc này rất là bền nên là anh em yên tâm về chất lượng nhé à, như vậy là nếu bây giờ mình sẽ test xả đi à, đo cái kích thước đi đo kích thước sau đó test xả kích thước thì đối với cái bộ vỏ này nó có kích thước cả cái cọc này thì nó rơi vào khoảng tầm 34 cm này. Cái chiều rộng của nó à 24 cm. Và chiều cao thì là khoảng tầm là 5 5 cm. Nó rất là mỏng. Rồi, à về à, bây giờ mình sẽ test xả. Hiện tại bây giờ như các bạn thấy là bình bây giờ nó đang rất là yếu. Nó có khoảng tầm 6.10.7 à, V thôi. Nó đang yếu so với à, cái dung lượng của nó có thể đầy lên đến tận 12.6 cơ mà. Cho nên là bây giờ nó test nó nghe cái tiếng kích nó hơi yếu một chút đúng không ạ. Nhưng mà chúng ta test thì chỉ cần là nó xả ra là ok rồi hiện tại nó đang xả ra này đấy nó xả ra là quá ok rồi sạc vào được xả và xả ra được là ok đấy chứ còn bây giờ hiện tại nó cũng yếu rồi nó còn có 10.6V 10.7V à, mình cũng không dám dùng nhiều lát nữa mình sẽ sạc đầy cái này và gửi hàng cho khách hàng nhé à, như vậy là xin cảm ơn anh Hưng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian vừa qua đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm và video của bên mình và xem video của bên mình cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo